Vâng, hello, chào anh em. Lại là Vinh từ Quyết Đốc Show đây. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa ở trên sân Vata Stadium rồi. Vâng, ngay sau cái cuộc khai cuộc thì có một pha gọi là rất ẩu của TD20 kéo từ quân Stadium rồi. Hiện tại chúng ta đang theo dõi thấy được tài năng trẻ con hàng sao số, nhưng mà hiện tại đang thua đâu đó mấy trận rồi. Trio hay ngay góc càng cua của thầy rồi, nhưng mà sao xuống chậm quá. Trong màn hình Trung Thành Tài càng cua hay đấy, một cua gọi là múa rất dẻo cổ đăng, nhưng mà Trung Quy Đại cháu vẫn còn rất non. Ngay đít rồi, rồi ta đánh lá. Anh không thèm đá nên anh lưỡng thứng luôn. Đấy, thấy chưa? Ít Giang phải như Thành Thành, với cả Lê Dũng như này. Thì Lê Dũng vừa đấy có một pha câu kéo tiểu xảo với tài năng trẻ. Lê Dũng quá đẹp luôn, một pha vượt cực kỳ nuột của Lê Dũng và Nhất Phong. Vào rồi. Quá đẹp. Các bạn ạ, sau mỗi một lần chia cặp thì đây, các bạn nhìn thấy các gương mặt tiêu biểu của Vui Vẻ FC lại khá là mất đâu đó khoảng 20 phút. A few moments later. Vâng, thưa các bạn, sau 30 phút tranh cãi và phân chia đội thì ngày hôm nay chúng ta lại tiến hành trận chung kết. Vâng, xin giới thiệu sơ qua các thành viên của hai đội. Ngày hôm nay chúng ta được thấy con hàng truyền tướng Lá Tín mà tôi nhắc ở rất nhiều các video trước đó đã tiếng là biết chết rồi, không qua được Nam Nguyễn. Có thể thấy ngày hôm nay Sư Phong Thủy đã lựa chọn chết. Trời ơi, suýt chút nữa là một pha làm bàn đẹp mắt của Á Mây. Các lúc nãy đang đứng ở vị trí Lê Dũng. Trời ơi, pha bỏ lỡ tung tưởng của Lê Dũng. Lê Dũng. Rồi Á Mây, một cầu thủ xuất sắc vượt bậc vừa rồi đã có dịp được chiến đấu cùng với cả Lạ Bố. Chết chút nữa là ngay góc chữ A của Á Mây. Khéo quá, khéo của Á Mây. Chết bên tiền trước. Ôi trời ơi, DC37 giống như Gabriel Jesus. Vâng, chính nó. Nhưng mà các bạn thấy đấy, kết quả thì khác nhau hoàn toàn. Cậu Thịnh sang số quá chậm. Trời đất ơi, ra chân nhanh cực kỳ của ông Ngô Cô Bu. Ôi, hai con hàng tranh nhau. Vẫn còn DC37 rất khéo. Không qua được Nam Nguyễn. Phải nói rằng Nam Nguyễn sau khi trở về vị trí thủ môn đơn gỗ của mình thì anh đang cho thấy ở khung gỗ anh xuất sắc như thế nào. Nam Nguyễn tốt quá. Thịnh, trời đất ơi, sang số quá chậm của Thịnh. Nếu mà đứng trước bóng vừa rồi là tài năng trẻ đấy anh chị, thì tôi nghĩ có lẽ là một pha gọi là ra chân chích mũi cực kỳ nhanh luôn. Hôm nay tôi nghe thông tin phong phanh ở đâu đó thì Nam Nguyễn vừa đi học một khóa gọi là khóa huấn luyện viên. Vào rồi. Thực sự là cái pha ra chân vừa rồi của Hồ Hoàng Hiếu quá nhanh. Hùng rất khỏe và quái, thấy chưa? Pha, một pha gọi là bóp dài đúng rồi của Hồ Hoàng Hiếu. Mà đường banh rất nhanh của Tiền Dương thì lại đi vào giữa cái cặp giò của Hồ Hiếu. Quá ấy, Tiền Dương.
Mày mà quái tuyết thương, mày mà quái tuyết thương. Bên này của em đây. Chết rồi. Tiếp tục là một group của Hoàng Hiếu. Vừa mới ăn được cú đúp thì Hoàng Hiếu tỏ ra bắt đầu cà rỡn rồi. Quyền Lê Dung. Trời đất ơi, chậm quá. Chậm lên. Chút chút nữa là một pha bỏ cáp của phù hợp rồi. Chậm lên. Chậm lên. Quyền. Tôi tin tưởng Quyền. Chắc chắn luôn. Ngày hôm nay Phương Hùng lại tiếp tục đóng góp vai trò của team áo đỏ thì tôi lại không thể nào. Cơ thể trời đất ơi, một pha tốt quá dữ lực. Chết mẹ rồi. Hồ Quang Hiếu. Trời ơi. Một pha chạm nhẹ cái mũi giày của Hồ Hợp thì có lẽ là bàn thắng siêu đẹp luôn. Hay thế nhá. Nhưng mà không hay bằng áo ấy. Ui ơi. Rồi, một cú hat trick của Hiếu chia các trận đấu. Vẫn là những pha từ ngửa nhau của hai đội. Hồng Quang Cung Bu sút một quả lại đá bác cực đẹp nhưng mà đáng tiếc. Đôi chân anh không phải đôi chân càng qua của thầy Trung Thành Tài rồi. Nam Nguyễn và Amay. Tiến Dương hôm nay thi đấu chững chạc. Ồ, Hiếu khéo quá nhờ, bánh dẻo như đôi chân của Bờ Hùng vậy các bạn ạ. Hộp quá khéo luôn. Bắn đi, bắn đi. Tôi không nghĩ một pha đệm banh vừa rồi cho Bờ Hùng bóng lên ra ngoài rồi các bạn ạ. Quyền Rooney. Chút nào. Hay thế. Các bạn đã nhìn thấy Tiki-taka chưa? Chúng ta vừa chiêm ngưỡng màn mãn nhãn của Hùng Ngô Cung Bu. Tài năng trẻ và Quyền Rooney. Tiến Dương. Chưa hết. Chưa hết, chưa hết. Đá banh nghe trọng tài đi. Ôi Quang Hiếu. Tóc cơ rồi. Ăn một bàn thôi. Em sẽ đá rồi. Vâng, sau khi nhận thấy sự nguy hiểm của Hồ Quang Hiếu thì Tài Đáng Trẻ đã có một đôi chút tiểu xảo nhỏ. Anh điểm huyệt nhẹ vào cái chân của Hồ Quang Hiếu khiến Hồ Quang Hiếu lăn đùng ngã ngửa ra sân rồi. Vâng, cũng chỉ là những màn giả vờ thôi các bạn. Hồ Quang Hiếu ngay sau đó là bật dậy như tôm. Tốt rồi. Tới ngày hôm nay team áo đỏ đang có những đôi chân rất khéo, rất nuột luôn. Trời ơi, một chút xíu nữa thôi là chúng ta vừa tái hiện lại bàn thắng của Ibra khi mà ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh. Tách ra, tách ra. Lá. Ngay sau khi ghi vào sân thì Lá đã ghi bàn một cú chạy lưới luôn. Lá ơi, tôi đã nhận thấy phong thủy của anh rồi. 4-6. Đây là bàn thắng rồi. Trời ơi, Amay đang tỏ ra rất xuất sắc. Chết rồi. Chết chút nữa. Tốt quá mày. Hay thế. Quả là đẳng cấp quá cùng. Lê Dũng. Trời đất ơi. Tốt quá. Trời ơi. Ông đi công ơi.
Trời ơi, nếu mà không có cháu Chí Đăng thì có lẽ là một pha làm màn đẳng cấp luôn. Để Thành em sát luôn. Có Quang Hiếu. Sự phù hợp của anh em nhờ. Quá đẹp luôn. Không quá thầy. Cái đường sang xuống quá chậm. Không biết là anh có học bằng lái không, nhưng mà tôi thấy cái hình thức sang xuống anh chậm quá. Thầy rất khỏe. Phải nói là thầy như kiểu con cua. Con cua kinh vậy đó. Lạ. Tại sao lại là không chuyển cho Lê Dũng khi đá bằng cách của anh đang lên rất tốt. Lê Dũng sang xuống chậm quá. Hay. Và cố gắng cực kỳ của Lê Dũng khi anh chạy từ giữa sân. Nhưng mà vẫn không qua được của Quang Hiếu. Ây xa. Một pha xoay người comba của Vong Huỳnh. Đấy các bạn thấy không? Các bạn, ui trời ơi. Tiền Dương hôm nay đá lại rất bay cơ. Mọi bữa con hàng Tiền Dương đá rất lù đù, nhưng mà ngày hôm nay liệu có là một nước cờ sai của lá không? Khi lá lựa chọn Tiền Dương để bắt cọc. Tại sao lại không phải là một pha đỡ đầu ti và vô lê nhỉ? Hay lắm. Thịnh ơi, tốt Thịnh ơi, rất đáng tiếc luôn. Hai pha chạm cột dọc liên tiếp luôn. Vậy là tôi nghĩ là lúc kính thức anh đang nghiệp mùa trên khôn kia rồi. Anh đã treo cái áo lên trên khôn. Anh nghiệp mùa rồi. Thế nào đó hay gỡ mùa của Nhục Kính đi. Tiền Dương đá quá hay luôn. Nếu là một pha làm bàn của Tiền Dương thì tôi nghĩ ngày hôm nay là một ngày hoàn hảo của Tiền Dương. Vẫn không vào cơ. Mà mày cũng to hôm nay bắt cực kỳ bay nữa. Đi mà đỏ hôm nay đá vừa hay mà lại còn cứ thủ môn bắt vừa bay nữa thì tôi nghĩ vị trí nào cho anh đây? Hà Lã, nay liệu có vị trí nào cho anh đây? Liệu là có một màn cỡ úp lật ngược không? Có chứ. Vẫn còn nhiều thời gian. Hôm nay tôi đã ăn sơ qua thì thấy hai lưỡi cờ đi sai của Lã rồi. Khi mà Lã không lường trước được con hàng vàng xuất hiện trên sân. Tiếp theo nữa là Lã hôm nay lại lựa chọn ngay một con hàng mạnh nhất ở trên sân để bắt cặp. Kìa. Trời ơi. Phải nói hôm nay em ơi nó bắt thế nào ấy nhỉ? Chút không thể nào vào được với kinh nhỉ. Anh em này. Trời ơi. Trời ơi. Cái này trời ơi, ba nó bay như nhảy. Bố lè luôn đi. Bố lè luôn đi. Vẫn không qua được TC37. Quyền đang rất cao. Anh Lã ơi, 49 rồi. Đẳng cấp luôn của Trung Chiến. Lê Dũng đang mặt cắt không còn giọt máu rồi. Thịnh kia, anh Thịnh kia. Vào rồi. Ba một pha ghi bàn mà cái góc cũng không thể nào đẹp hơn của Quyền thôi. Lê Dũng đang rất cố gắng. Khít chút nữa đã bể cái máy quay 20 mấy triệu của tôi rồi các bạn ạ. Nhưng mà may là tôi có võ công đầy mình luôn. Bấm
Đéo tin. Ấy à, lại là một cú chi vela của PC. Rất kéo. Quyền. Đẳng cấp luôn. Đẳng cấp luôn của Hùng và Quyền. Để nhanh được không? Không. Rồi. Một sai lầm cơ bản của Tiến Dương. Tổ Thịnh không qua được Amay. Amay hôm nay đang cho thấy phong độ khủng khiếp luôn. 3 đánh 1 nào. Chết rồi. Lên sao? Trời ơi, không có sự băng cắt của cầu Thịnh. Tất cả 16, 17 người mà Quyền. Cầu Thịnh ơi, nếu không vào thì chắc tôi sẽ phải loại ngay cầu Thịnh ra khỏi sân. Vâng, sau khi bạt bạt thì Lã đã có một cái bài của mình rồi. Trung chiến quá kéo. Chuyết chút nữa là bàn thắng của Trung Chiến rồi. Vâng, Lam Nghiến đã cho thấy sự quái dị của mình khi anh liên tục điều tiết các cầu thủ đối thủ. Quyền. Trời ơi, thằng mấy ngày hôm nay nó bắt vai đại thế kìa. Hay cắn. Hay. Trời ơi. Hay rồi Tiến Dương. Chuyết chút nữa là một pha lá văng rơi của Tiến Dương rồi. Không anh nhá. Chết rồi. Phong Hình đã có một cú ra hat trick. Ông ơi, cho một cú đá cái đầu đá. Vâng, một pha điều tiết rất quái dị của Lá Dín. Lá bắt đầu tung ra các chiêu thức rồi. Thích. Ui trời ơi, tí nữa là một pha ngay dài của Tiền Dương rồi. Hay quá. Hay lắm, thích đá nhuần nhuyễn tiki taka thôi. Nam Nguyễn, ngay các bạn của anh. Trời ơi. Trời ơi. Đây đi, anh đi ra bỏ ngay cái áo đang mắt ở trên cầu gôn của Nhung Kính. Một bài ở mùa của Amay Nhung Kính anh rồi. Tôi nghĩ là vậy. Đây các bạn ạ, tôi sẽ zoom lại cho các bạn coi. Đây là một pha chấn nhầm. Nó chấn nhầm cái quả áo ở trên cầu gôn thảo nào chứ toàn ra ngoài. Toàn là cột dọc cái trà ngang không, các bạn thấy chưa? Vẫn nàng rất cố gắng đến từ tài năng. Hôm nay Tiến Dương đã kéo quá nhờ. Kéo vào bánh dẻo luôn. Hay quá. Ba đánh nào Hồng ơi. Tốt rồi. Không hiểu. Công chuyện cho cháu gì đang ghi bàn năm trái rồi mà còn không thể chuyển cái cháu đó một quả. Quyền ơi nhanh nào. Đột quá Quyền ơi. Rồi ơi, đập thay. Ôi cột chọc nào. Đập thay. Tôi biết là anh đang nói với cái phong thái gọi là ngậm chữ, tức là đập nhả cho thầy. Phong Huỳnh đang tì đè. Chạy luôn anh em. Anh em. Một pha là quang nằm gấp luôn. Nam Nguyễn. Đang tiếc quá. Đang đá nhiệt. Vâng, tỷ số là 10-12. Trung Kính hôm nay bắt bay quá. 50% cơ hội chiến thắng ngày hôm nay lại dành cho Nhung Kính rồi. Vâng, quả áo chấn điểm phong thủy của em đó. Tôi đã nhận ra. Hôm nay có lẽ là thất bại đau đớn của Lão Tín khi anh đi liên tục sai hai nước cờ. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.